cùng nhau quay trở lại với Mark Channel và đây là Q&A số mấy đây? Số thứ 14. Và trong số lần này thì mình cùng với Hà sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn đặt ở trong số thứ 13. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên là của bạn là Lâm Nguyễn. 10 triệu mua điện thoại gì chơi game cực mượt, thiết kế đẹp và chống nước nhanh? iPhone 7 Plus phiên bản lock hoặc Galaxy S8. Câu hỏi của bạn Lâm đẹp trai. Không biết bạn nào đẹp trai không? iPhone 6 của em còn xài được bao lâu nữa ạ? iPhone của em là quốc tế ạ. Mình nhớ là người bạn của mình vẫn đang sử dụng chiếc iPhone 4S ở thời hiện tại. Nên là với chiếc iPhone 6 thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng đến 2 hoặc là 3 năm nữa. Vẫn có thể sử dụng một cách bình thường. Câu hỏi của bạn Ngọc Sơn. Redmi 5 Plus với Mi 5X thì nên chọn con nào? Mong hai anh đẹp trai. Ở đây không có hai anh. Mình sẽ thiên về chiếc Redmi 5 Plus tại vì nó sở hữu cái màn hình là 18:9 thời thượng. Vì nhu cầu của mình sẽ là không chơi game nhiều. Con chip Snapdragon 625 trên hai máy này thì nó là ngang nhau rồi. Trong khi mức giá của nó là tương đương thì mình sẽ thiên về màn hình thay vì camera kép trên chiếc Mi 5X. Câu hỏi của bạn Minh Dung, nên mua Xiaomi Mi Max 2 hay Xiaomi Redmi Note 4X vậy? Hai sản phẩm này thì cùng cấu hình là con chip cùng RAM. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau về phần màn hình nên là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng cũng như là sử dụng bằng một tay thì nên lựa chọn chiếc Redmi Note 4X. Còn các bạn thích xem phim, trải nghiệm rộng rãi thì Mi Max 2. Câu hỏi của bạn Nguyễn Tastes. Hai chị Hà, chào bạn. Cho em hỏi là tầm 3 triệu mua máy nào trên lưng quân mượt ạ? Đấy, hai chị Hà, thì chị Hà trả lời đi. 3 triệu, Tết Liên Quân, iPhone SE. Anh đi mà trả lời cho con em. Hỏi em hả? Hỏi em không biết trả lời thế nào. Nếu như thế thì em đã ngồi vị trí của anh rồi. Thì em không ngồi vị trí bên này. Thôi, mình sẽ khuyên bạn nên mua ngay chiếc iPhone SE là bậc nhất. Tuy nhiên thì màn hình nó nhỏ. Còn nếu bạn thích màn hình to thì lựa chọn chiếc Redmi Note 4X. Cực kỳ tuyệt vời. Câu hỏi của bạn Thành Đỗ. Trên hai củ mua điện thoại nào ngon ạ? Mong anh trả lời ạ. Redmi 4A hoặc là Redmi 4X. Câu hỏi của bạn Thuận Tà. Samsung S7 hỗ trợ được bao lâu nữa hả anh? Ở thời điểm tại thì Galaxy S6 đã được bị ngừng hỗ trợ. Thì mình nghĩ rằng S7 sẽ được năm sau. Câu hỏi của bạn Tấn Phát Trung. Nên mua iPhone 7 Plus hay là Xiaomi Mi Mix 2? Hai sản phẩm này thì cũng là hai sản phẩm cực kỳ hot ở thời điểm tại. Tuy nhiên nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn chiếc iPhone 7 Plus tại vì là nó sở hữu một cái thiết kế có thể nói là đẹp vĩnh cửu. Vì cái thiết kế này nó vẫn được áp dụng trên thế hệ iPhone 8 Plus. Nên là khi mình đeo ốp này thì các bạn, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình đang sử dụng iPhone 8 Plus. Ngoài ra thì phần hiệu năng thì nó ăn đứt chiếc Xiaomi Mi Mix 2. Đó. Và chúng ta sẽ có nền tảng hệ điều hành iOS rất là mượt mà. Câu hỏi của bạn Liên Quân Mobile. Max Mobile cho em hỏi là muốn mua Xiaomi Redmi Note 4X lúc mang về thì có đúng mới 100% không ạ? Nếu mà phiên bản global, phiên bản quốc tế thì sẽ là mới 100%. Còn nếu là phiên bản sách tay thì nó sẽ là phiên bản mới 100%. Tuy nhiên thì Mobile đã mở hộp để có thể là up ROM tiếng Việt cho bạn có thể sử dụng một cách tuyệt vời nhất. Nếu mà ROM mặc định nó là ROM của Trung Quốc và chúng ta sẽ không có CF Play và không có tiếng Việt. Câu hỏi của bạn Tâm. Chúc các anh chị có ngày tốt lành. Mi A1 hay là Huawei Nova 2i ạ? Android O hay là 18:9 ạ? Câu hỏi của bạn khá là sát đấy. Tại vì là nếu mà là mình thì mình sẽ lựa chọn chiếc Nova 2i 18:9 thay vì Android O. Tại vì là Huawei Nova 2i hoàn toàn có thể là lên được phiên bản này, phiên bản Android này. Trong khi là Mi A1 thì 16:9 không thể lên 18:9 được. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Quốc Khánh. Em đâu rồi anh ơi? Chị lép đây. Rất là mình cô lép nhá. Đâu xem. Mình cũng chưa được khám phá nên mình không biết là các bạn cứ đặt là Hà lép. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trả lời hết những câu hỏi trong số Q&A lần này. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay đóng góp gì thì hãy comment thật nhiều vào phía dưới phần bình luận của video này nhá. Đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc. Xin chào mình tất cả. Hẹn gặp lại. Bye.
Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Matt Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhé. Và đừng quên tham gia vào group Matt Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Matt Mobile nhé.